mạch mình luôn có sự cân bằng giữa hai loại huyết áp, đó là áp suất thủy tĩnh, còn được gọi là huyết áp, và một cái nữa đó là áp suất lọc keo. Trong trường hợp phù thì mình sẽ có hai trường hợp, đó là áp suất lọc keo bình thường nhưng áp suất thủy tĩnh lại tăng, hay còn gọi là huyết áp tăng. Trường hợp thứ hai đó là áp suất thủy tĩnh bình thường, là huyết áp bình thường, và áp suất thấm lọc keo giảm, và chúng ta thường gặp trong hội chứng thận hư và suy dinh dưỡng.